bảo anh là lấy em lấy cái như ý em đánh 6 không 7 huyết, xong bắt đầu em lấy ngải cứu em hơ cái hình hai bàn tay chụm lại đấy, và thế khoảng 5 phút thì anh ấy thấy nhẹ đỡ xong lại ăn cơm được bình thường. Đau đau răng như nào chị? Bị lâu chưa? Anh tự nhiên lúc ý em cảm đau. Anh ấy thấy đau thì em bảo là thì để em chữa cái diện chuẩn em vừa đi học về xem có hiệu quả không. Anh ấy đỡ xong hôm sau hỏi em có đau lại không, mà không đau lại nữa. Đau không ăn được cơm. Vâng, lúc ý bảo là định lên giường nằm ấy, muốn ngây sốt ấy. Rồi chúc mừng. Vâng ạ. Tặng một tràng vỗ tay nhỉ. Cảm ơn em.